để đáp ứng cái nhu cầu xài máy lọc nước của anh em, nhưng mà nhà chúng ta không có một cái không gian lớn và không có một cái chỗ nào hợp lý để chúng ta để máy lọc nước, thì đây là cái giải pháp cho anh em này các bạn. Thì mình nói như đầu video nha, đây là cái bộ đồ lọc của nó. Thay vì chúng ta mua nguyên tủ có cái bộ tủ đẹp đẽ kính cường lực như thế này, nó nhìn vô là thấy một sự sang trọng đẳng cấp rồi các bạn, thì chúng ta sẽ mua cái bộ ruột không, thì chúng ta sẽ bớt lại được một số tiền đáng kể các bạn, nó gần 1 triệu nha, 2,4 triệu, thì chúng ta sẽ giảm được 700.000. Thì đây bộ này là trong kia bê ra đó các bạn đó. Và bộ này thì con này thì nhà sản xuất ưu ái hơn cho nó một tí, người ta cho mình được 6 cái loại khoáng này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, có nghĩa là con này là 10 cấp lọc, nó nhiều hơn cái kia một cấp lọc nha các bạn. Và mà những cái loại khoáng này nó nhiều hơn thì nó mình cũng bình thường thôi đó. Và cái dòng này thì mình cũng sẽ hỗ trợ lắp đặt cho các bạn nha. Đây là cái chỗ phần RO này các bạn đó. Cách thay thế vỏ RO thì như thế này, đơn giản hết sức luôn các bạn. Đây là cái phần để mà chúng ta thay thế lõi RO, mở cái này ra là chúng ta có thể thay thế được lõi RO định kỳ. Và mình sẽ hỗ trợ lắp đặt trước cho anh em nha, cái này hỗ trợ lắp đặt trước anh em, về khỏi phải bỡ ngỡ và khỏi phải gọi mình đó, về là chỉ cấp nước lọc, cấp nước vào rồi nước ra là xong đó. Bộ này thì các bạn về thay thế thì chúng ta sẽ thay thế như này. Lõi rồi trong này đầu tiên thì nó sẽ có một cái lõi trong suốt để chúng ta kiểm tra. Anh em lưu ý là cái bộ này thì nó sẽ không có cái chân này nha các bạn, cái chân này á, là bên mình làm để đỡ lên quay phim cho anh em coi, chứ còn thật sự nó không có cái chân này đó. Và đồ của nó thì là như thế này, đầy đủ máy thì motor rồi nguồn đầy đủ tất cả mọi thứ này đó. Và thêm phụ kiện của nó đầy đủ luôn, phụ kiện nó sẽ là gồm 5 mét dây ao này, 5 mét dây in này, 5 mét dây ao này, vòi vẫy nóc nha các bạn đó. Bỏ RO là nó chúng ta phải bỏ vô đây các bạn, bỏ RO bỏ đây. Đây là cái bộ van cấp với lại van 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 bình lọc này đó, thêm một con dây này nữa các bạn. Rồi và cái đây là cái bình lọc của nó, cái bình này thì là cái bình để chứa các bạn, thì anh em về anh em lắp đặt sau đó mà để gọn gàng trong cái phòng bếp như mình. Mình thấy cái này thật sự là quá tiện lợi các bạn, vô cùng tiện lợi luôn, gọn gàng nhỏ gọn, để trong đâu cũng được, trong xó trong sảnh như đó, chừa một cái vòi lên thôi là chúng ta có thể có một nguồn nước sạch sẽ uống ngon lành rồi. Ok, giá mình bán là 2,4 triệu đây các bạn. Thì cái máy này nó là giống y xịn như kia, thì mình sẽ tặng cho anh em thêm cái bộ lõi nữa đây đây các bạn. Mình sẽ tặng kèm cho anh em là một bộ lõi để mai mốt anh em về sẽ cua nha các bạn. Từ từ cái tính đến thời kỳ chắc chắn là phải thay cái này nha các bạn. Anh em mà muốn một cái máy lọc nước mình nó xài bền bỉ thì chúng ta bắt buộc phải thay cái này định kỳ đó. Còn anh em mà không thay á, là nó nhanh hư lắm, anh em không thay là nó sẽ hư liền luôn á. Rồi ok, và đây các bạn, đây là cái máy mà để bàn nha, đây là dòng Aqua Eco Home này. Eco Home có nghĩa là dòng siêu tiết kiệm nha các bạn. Thì cái con này thì giá là 2,7 triệu, nó đắt hơn cái máy cái bộ lọc kia một một tí. Cái dòng này thì nó là công nghệ cũng mới, đã kiểm nghiệm này, uống trực tiếp không qua đun sôi này, loại bỏ trùng amip và trùng asen này các bạn, bổ sung khoáng chất chống lão hóa. Đây thì cái con máy này kích thước nó chỉ cao là 40 phân thôi, và nó rộng như này. Bên trên này thì chúng ta uống nước thì chúng ta mở cái van này và nước thì chảy ra đây đó. Đây là mình đã mở hai bên cho các bạn coi, mình thấy cái ruột của nó này, còn kia là cái tấm mà khi anh mình các bạn mua về thì mình sẽ che nó lại nha các bạn. Đây là hai cái tấm hai bên đó, để chúng ta che chắn cái này lại thôi đó. Đó, chúng ta che qua lại cho nó đẹp. Còn bây giờ mình quay phim thì mình bắt buộc phải mở ra cho các bạn coi luôn. Thì con này thì cái nó có một cái bình chứa này đấy, bình chứa này, lõi nó thì lõi đúc đây các bạn. Ở trong này thì nó sẽ có ba cái lõi đúc này, bên này là một cái lõi khoáng, ở bên kia lõi khoáng, con này là 5 cấp lọc nha các bạn. Và con này mình khuyên anh em nếu mua con này á, nên bổ sung cho nó một cái cấp lọc thô ở đầu nguồn nữa. Bởi vì các bạn sao mình nói như vậy, con này thì khi mà chúng ta lọc á, thì nó sẽ qua ba cái lõi đúc này, con này là lõi đúc nha. Đây là cũng là ba lõi thô, tuy nhiên là nó đúc sẵn, công nghệ này là công nghệ cũng giống như kia nhưng mà nó là công nghệ mới, nên cái này mình thấy cho dù nó có mới cỡ nào đi các bạn thì nó cũng sẽ bị dơ thôi,
Đó, tại vì nước đầu vào chúng ta là chưa ai đâu biết nước gì các bạn. Trên này nó có một chỗ chúng ta cấp nước này, đó thì nó sẽ đi cổng ống này các bạn. Đó, chúng ta nước cấp thì chúng ta cấp nước vào đây, nước thải cho đây. Đó. Thì chúng ta cấp vô chỗ đây thì nó sẽ đi qua ba cái lõi này. Nó sẽ đi qua ba lõi này. Đó các bạn. Rồi nó sẽ đi tới cái RO này, đây là cái RO nha các bạn. Nó RO đốt luôn. Đó, nên con này hầu như là không có thể nào mà khả dụng cho cái này được. Đó. Nói chung là con này sau này chúng ta thay thay nguyên cái cục này luôn chứ không có thay lõi như cái bộ kia được. Nên anh em mà xác định mua cái bộ này á thì chúng ta sẽ mua thêm cho mình một cái này. Đây các bạn, đây là một cái bộ lọc thô. Con này thì nó là anh em nhìn qua kia này. Con này là ba, nó là ba cái cấp lọc kia đó các bạn. Nó là ba cái cấp lọc đầu tiên của cái kia đó. Đó, thì mình khuyên anh em nên mua bộ này. Chúng ta sẽ lắp đằng trước cái nguồn nước của này nha các bạn. Đó, chúng ta sẽ lắp nguồn trước nguồn nước này và chúng ta sẽ đưa cái nước này này mình ra gia bộ cho bạn coi. Đó, ví dụ bạn coi, chúng ta sẽ đưa nước này qua cái đầu vào của nó. Đó, thì nước chúng ta nó lọc được qua một cái cấp lọc như thế này rồi thì nguồn nước nó sẽ đã sạch sẽ rồi các bạn, nên chúng ta yên tâm hơn. Đó, và những cái lõi này nó sẽ không bị quá tải. Đó, thì kinh nghiệm mình bao lâu nay thì mình cũng khuyên các bạn như vậy. Thì trong này hệ thống nó là nó vẫn là bản chất của một máy rồ nên nó đầy đủ tất cả mọi thứ này, van áp cao, van từ, van áp thấp gì đầy đủ hết trong này, giống nhau, motor bơm y xì luôn, bình chứa cũng giống nhau luôn, chẳng qua nó đặt trong một cái lọng khác và nó thay thế cho chúng ta ba bốn cái lò đốt thôi. Ừ. Con này thì nó chỉ có một cái lõi khoáng các bạn, đây con này là tích hợp luôn, một lõi khoáng này là làm tất cả mọi nhiệm vụ luôn các bạn. Ừ. Mọi thứ này nó không giống cái kia. À. Và nhân chung là con này thì là dòng để bàn hay là để tủ bếp, mình thấy là thường thường người ta để ở trên bếp cũng có và để trên bàn quầy bar cũng có các bạn. Đó, uống nước nhanh gọn bữa này và một thiết kế nó tương đối là đẹp nha bạn. Con này thì đi theo đơn giản thôi, một cái van cấp và một cục ống như này thôi. Giá và báo luôn là 2,7 triệu này các bạn, giá cái con máy này là chỉ có 2,7 triệu thôi đây, và không được tặng gì hết nha các bạn. Đó, và nếu anh khi anh em mua con này á hoặc là những con khác thì mình nên khuyên anh em nên mua thêm cái bộ này để cho nó dùng nước sạch hơn. Giá của bộ này là 450 các bạn, có đầy đủ lọc cho các bạn luôn, đầy đủ đồ lọc con này này. Đó. Thì này là nếu anh em dùng nước bình thường thì chúng ta mua cái này cũng được các bạn, là chúng ta sẽ dùng nước trên này để nấu ăn nấu đồ cũng được, hoặc là chúng ta đưa trực tiếp vào kia. Và thứ hai là con này đó. Thì cái lõi này là bộ này là bộ lọc phèn nha các bạn. Bộ lọc phèn thì nó sẽ nằm ở đầu nguồn. Mình thấy có nhiều người có điều kiện các bạn, người ta sẽ đặt cái này trước cái này luôn. Đó. Người ta sẽ đặt cái lõi này trước lõi này, nước đi qua này lọc hết phèn, qua này giữ lại cặn bẩn và bắt đầu qua cái máy này. Đó là một cái sự kết hợp nó hơi tốn kém một tí nhưng mà nước chúng ta rất là ok luôn á. Đó, thì cái này là cốc lọc 20 in nè các bạn. Đó, trong này thì chúng ta sẽ thay thế định kỳ những cái lõi của nó, đây là cái lõi của nó này các bạn. Đó, chúng ta bỏ cái này chúng ta lọc thì sau khoảng một tháng nữa là chúng ta thay lõi mới. Lõi này thì nó lẻ lắm các bạn, 40.000 cho một cái lõi như này, một cái lõi 20 in như này này. Đó, còn cái này là nguyên cái bộ này luôn á là giá chỉ có 350.000 thôi, bao ship tận nhà con này. Đó, thì hôm nay thì mình nội dung video mình á là có tất cả những đồ như bạn, máy lọc nước loại khoáng này là 3 triệu mốt tặng bộ lõi thô. Đó, 3,1 triệu tặng bộ lõi thô đây các bạn. Máy lọc nóng nguội 3,4,1 triệu cũng tặng cho em bộ lõi thô luôn. Đó. Còn anh em nào mời nhà chặt thì chúng ta dùng bộ này. Đó. 2,4 triệu được tặng có bộ lõi lọc thô như thế này. Đó. Còn anh em nào mà muốn một cái thiết kế nó nhỏ gọn nó sang trọng hơn nữa, chúng ta mua một cái máy lọc nước để bàn như thế này, dòng này 2,7 triệu bao ship. Đó. Và anh em muốn mua phụ kiện của nó thì như thế này các bạn, đây là bộ lõi lọc thô, bộ trụ lọc thô 450.000, bộ trụ lọc phèn 350.000. À, lõi thêm cho bộ lọc phèn 40.000, ba lõi thô cho ba cấp lọc đầu tiên của máy lọc nước 100.000 một bộ 3K như thế này. Đó, và cuối cùng là cái quả tim của máy RO, đó là cái lõi RO như thế này, giá 200.000 nha các bạn. Hôm nay thì mình về cho anh em thêm một cái lõi Android TV Box bởi cái tốc độ nó cao hơn các bạn. Cái đây là cái bộ ngày xưa mình vẫn hay bán cho các bạn này, hôm nay mình giảm giá còn 650 nha các bạn.
Đó. Đây là cái bộ 2G. Thì cái bộ này á, là chức năng là biến một cái tivi không Android trở thành một cái tivi có Android. Nên là tivi thường các bạn, tivi mà không có chức năng kết nối wifi rồi coi phim trực tuyến rồi đó, không thêm được YouTube rồi đó. À, chúng ta dùng cái bộ này chúng ta kết nối để chúng ta biết này nha. À, tại nữa mình sẽ review kỹ hơn cho bạn coi luôn. Thì trong cái bộ này thì con này là RAM 2G này, bộ nhớ là 16G. 4K Ultra HD, có giọng nói, có Android 9.0. Này kia chip là chip S905L nha các bạn. TV box. Ở trong này thì một cái box này và những cái đồ của nó này. Những cái đồ của nó thì gồm có một cái cục nguồn, cục đây là cục nối nguồn, một cái remote, con này remote thường nha các bạn, không có chế độ giọng nói và không có chế độ chuột. Có chế độ chuột nhưng mà chỉ là chế độ chỉnh bằng tay, không có con chuột bay. Đó. Còn đây là một cái sợi cáp cho nó này các bạn, HDMI. Còn cáp này thì nó sẽ kết nối từ cái TV lên lên cái robot này, để robot con đưa lên thì chúng ta sẽ cắm nguồn vào đây. Đó, chúng ta sẽ cắm nguồn vào đây và chúng ta cắm cái HDMI vào đây. Thì là xong các bạn. Đó. Chúng ta cắt cái này vô cái TV. Thì cái này nó có thể có AV này các bạn. AV thì chúng ta mua cái cổng dây AV nha, cái này nó không hỗ trợ, nó không có kèm theo. Còn cái này thì cái cổng LAN này là chúng ta kết nối mạng trực tiếp hoặc là chúng ta kết nối wifi đều được nha. Cái này kết nối wifi là nhanh chân cho gọn các bạn. Đó. Thì trong này thì phụ kiện cái bộ này là như vậy. Thì hồi ở cái bộ này thì mình giới thiệu nhiều lần rồi. Đó. Tuy nhiên là hôm nay mình sẽ về thêm cho anh em một cái dụng cụ bộ nữa, đó là một cái TV box có cái dung lượng RAM nó cao hơn. Đây là cái TV box có dung lượng RAM là 4G các bạn, có nghĩa là cái bộ nhớ RAM nó gấp đôi. Đó. Thì tất cả những cái này là nó cũng là sử dụng cái chip đó luôn các bạn, nhưng mà RAM là 4G và cái bộ nhớ trong nó tới 32G thì nó sẽ tốc độ nó sẽ lấy cao hơn các bạn. Em về box plus này, con này là con plus. Thì nó cũng là con này có optical các bạn, con này nó có được cái cổng optical nha. Optical là một cái dạng xuất âm thanh bằng bằng qua cáp quang. Thì chúng ta thích sức âm thanh cáp quang cũng được mà Bluetooth cũng được, tùy thôi các bạn. Đây cũng mấy lúc cơ bản thôi. Bên này là nó có tape flash này các bạn, cắm thẻ nhớ được luôn này. Đó, hai cổng USB. Trước này là cái đầu thu thôi, cái này tín hiệu đầu thu thôi. Đó, cái AirPods này thì nó thiết kế là mình thấy nó còn không có đẹp bằng cái kia luôn các bạn. Tuy nhiên là nó sẽ nhiều cái cổng hơn. Bên này là nó có thêm một cái cho cắm thẻ nhớ này và đằng sau thì nó nhiều hơn một cái optical. Thế thôi, có nhiều thôi các bạn. Rồi thì cái bóp này thì tất nhiên là tốc độ nó sẽ cao hơn rồi, cái đó là cái chuyện tất nhiên rồi các bạn. Đây là cũng trong bộ này cũng y xì như vậy luôn nha. Phụ kiện là y chang. Điểm khác lớn nhất là ở cái bóp đây, TV bóp giá là 758, chỉ bên có bên mình thôi chứ các bạn không có bên nào được cái giá này đâu. Con này thì chúng ta thoải mái là xem World Cup Euro rồi TV kênh các kênh luôn các bạn. Nó có thể tải thêm chương trình về coi. Đó. Một cái TV nào mà ngày xưa đời cũ các bạn, bây giờ chúng ta đừng có dùng những cái chảo nữa, đừng có dùng những cái parabol nữa. Chúng ta dùng cái này cho nó ấy và nó mang lại nhiều cái hay lắm các bạn, giải trí rất là nhiều. Đó. Thì anh em muốn cho cái TV mình nó trở thành một cái có một con chuột bay bay đi không trung á, thì chúng ta mua thêm cái remote control này. Đó, cái này là một cái con chuột bay, khi mà chúng ta xài thì chúng ta dùng cái này chúng ta gì thì sẽ có một con chuột trên màn hình đó. Khi nữa mình sẽ giới thiệu kỹ hơn cái con chuột này cho bạn coi luôn. Giá của con chuột này là 100.000 một con nha. Đó, thì nó sẽ liên kết với cái này, anh em mà mua hai cái là mình được tặng con chuột. Ví dụ anh em mua luôn hai cái bất kỳ, ví dụ như mua hai cái 2G hoặc là hai cái 4G thì sẽ được tặng một con chuột nha. Mà mình báo giá lại này các bạn, cái 2G là 650 và cái 4G là 780. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu cho bạn coi kỹ hơn. Đây các bạn, thì chúng ta kết nối thì cái đây là cái HDMI này các bạn. HDMI thì chúng ta sẽ gắn vào cái đích của cái TV. Đây, đằng sau mỗi cái TV ta thì nó sẽ có một cái lỗ HDMI như thế này. Thì TV nhà mình nó sẽ có là hai lỗ HDMI nha các bạn. Một cái là đó, chúng ta sẽ cắm vào bất kỳ lỗ nào cũng được nha. Đó, lỗ đó. Hai lỗ trong này chúng ta sẽ cắm vào lỗ nào cũng được. Các bạn
bạn thì chúng ta kết nối dây, chỉ cần hai cọng dây thôi nha. Một là cọng dây nguồn adapter này, đó, hai là cọng HDMI là xong. Còn cái này thì chúng ta dùng wifi cho nó gọn nha các bạn. Anh em nào thích dùng mạng thì cắm vô cái mạng này, còn không dùng thì ấy. Sau khi cắp vô thì nó sẽ hiển thị lên cái màn hình là một cái ánh sáng màu xanh như thế này. Đó. Đây các bạn, nó đã hiện lên rồi đấy các bạn. Đó, thì bây giờ chúng ta sử dụng cái mod của Android TV này. Nó Android Box chúng ta sử dụng thôi. Thì trên ứng dụng này nó sẽ cài đặt sẵn y như các bạn mua về thì y như cái mình đang đó các bạn. Sẽ có tất cả những ứng dụng, ví dụ như bây giờ mình vào phần cài đặt đó các bạn. Chúng ta sẽ vào cài đặt để chúng ta cài đặt cái wifi cho đó nha. Đó, anh em bấm nút là setup này. Đó, anh em vào setting nha các bạn. Anh em vào nút setting. Đây các bạn. Nó ở trên cái phần nó có setting đó. Đó, setting. Chúng ta phải vào setting này. Rồi bây giờ chọn mạng các bạn. Bây giờ mình sẽ truy cập vào cái mạng của mình. Đó, thì wifi của mình nhà mình gì mình truy vào qua đó nha các bạn. Đây mình vô của mình này. Rồi bây giờ đăng nhập nha các bạn. Rồi đăng nhập thì chúng ta sẽ vào đây. Rồi bây giờ đang kết nối này. Cũng thao tác cũng vô cùng đơn giản các bạn, ai cũng làm được nha. Thì đặc điểm của cái Android Box này, ở dưới này nó sẽ có những cái điểm là back này các bạn, hoặc là trở về, là home này. Đó, nó có mấy cái điểm ở dưới đây, âm lượng lớn, âm lượng nhỏ nữa các bạn. Đó. Rồi bây giờ mình đã kết nối rồi đúng không? Thì chúng ta sẽ tiến hành vào YouTube chúng ta mở thử nha. Đó thì mình có hai cái ứng dụng hay dùng nhất là YouTube TV này các bạn, và Home TV. Nó hai cái ứng dụng này thì mình thấy là xài nhiều nhất. Nó còn mấy cái ứng dụng như này thì chúng ta có thể tìm hiểu thêm nha. Mình giới thiệu hai cái này trước. Đó, YouTube này. Thì cái này nó có hỗ trợ giọng nói nha các bạn. Hỗ trợ giọng nói trên cái mod của nó luôn. Đó, cái mod của nó là như thế này. Đó, bây giờ chúng ta có thể trên này là tất cả những cái chương trình mà đó. Bây giờ thích Minh Tuệ này các bạn, đó rất nhiều thông tin này. Chúng ta muốn tìm kiếm các bạn thì chúng ta cứ bấm vô cái tìm kiếm thôi các bạn. Đây chúng ta tìm, bây giờ mình mở một cái bản nhạc không bản quyền các bạn coi này. Đây này là mod con chính của nó này. Đó, nó chạy cũng tương đối nha các bạn, không có chậm đâu. Đó. Lần đầu tiên. Đó các bạn. Rất là nhanh nha các bạn, cũng rất là nhanh. Thì cái mod này nói chung là nó cũng sẽ có những hạn chế của nó nha. Thì thay vì chúng ta mua bộ này là mod riêng của cái đầu này. Đó, chúng ta có thể mua thêm con chuột bay của mình. Con chuột bay mình bán 100 ngàn các bạn. Đó, con chuột bay này. Con chuột này thì mình đã kết nối với cái bộ box kia rồi. Mình đã gắn cái box kia rồi. Thì bây giờ mình sẽ mở nó bằng cách là chúng ta sẽ bấm cái nút này. Các bạn bấm nút này này. Đó, nó hiện con chuột trên màn hình này. Đó. Các bạn thấy không? Mình dây đến đâu là con chuột tới đó này các bạn. Thì nói chung là cái mod này nó hỗ trợ 100% đối với cái box này luôn. Đó, nên nó rất là thuận tiện các bạn. Đó, bây giờ thì tất cả mọi thứ mình đều làm trên cái mod này cho nó dễ nha bạn. Sẵn tiện mình review luôn hai thứ nha. Đó. Rồi bây giờ thì mình muốn ra thì mình sẽ mở đại một cái ứng dụng. Ở đây mình ví dụ mình mở cái này đi. Mình đưa con chuột qua này. Đó, mở lên này. Còn chuột gì rất là linh hoạt các bạn. Đó. Rồi. Mình thấy ở đây thì nó rất giống một cái điện thoại Android. Một cái điện thoại Android thì nó sẽ có một phím back, phím home và phím ứng dụng mở này. Đó, bây giờ mình sẽ về home này các bạn. Đó, về home. Tiếp đến thì mình sẽ vào ứng dụng là Home TV các bạn. Cái ứng dụng này là rất nhiều người xài đây. Ứng dụng này là tất cả các chương trình á. Đó, thì những chương trình ở đây là những chương trình không trả phí nha các bạn. Nghĩa là những chương trình mà VT1, 234, HTV, Vĩnh Long đó các bạn thì nó sẽ không trả phí. Còn anh em muốn coi những chương trình trả phí thì nó khác nữa mà. Bên này thì nó sẽ có là trang chủ này, phim truyền hình này, phim bộ, phim lẻ này. Những cái này thì chúng ta sẽ vào truyền hình các bạn. Đó, chúng ta sẽ vào chỗ truyền hình này các bạn. Thì nó sẽ hiện lên các kênh. Này, đây là các kênh các bạn. Kênh nó thì đâu rồi? Để mình vô lại. Đó, truyền hình này các bạn. Thì nó sẽ qua bên này. Ôi. Có truyền hình này các bạn. Bây giờ mình giả bộ mình vào kênh VT9 đi. Đó. Bây giờ nó sẽ mở lên cho chúng ta. Chẳng hạn mình vào. Đấy các bạn. Đang có phim coi này. Đấy không? Nó chúng ta bắt ra. Chúng ta vào kênh khác chẳng hạn. Đó. Bây giờ chúng ta vào. Bây giờ thời điểm này thì chắc mình vào VT1, VT2 coi nha. Nên mình vào VT5 đi. Nó có cái chương trình gửi ấy sẵn luôn các bạn. Đó, đây trời mình coi. Cần Thơ này. Đó, VT9567 này các bạn, VT7 này, VT5 này. Để mình mở VT5 đi.
luôn các bạn. Thế sao dì Xuân chả nói câu gì nhỉ? Đó, đang có phim cô các bạn. Giỏi thật đấy. Đó, có phim bình thường nha các bạn, vô tư thoải mái nha. Dạ vâng ạ, con biếu ạ. Thế nhà rồi. Con đâu? Dạ con nhịp. Rồi, đó là hai tính năng mà mình thấy xài nhiều nhất các bạn. Android TV nó hay nhất ở đây nó. Chỉ có 670 ngàn thôi. Và anh em mua thêm cái control remote này thì một chục bay này là 100 ngàn nha các bạn. Anh em coi phần giới thiệu nha. Rồi, một cái máy massage vai gáy hàng của Hàn Quốc này. Đó, cái này thì hàng mình vừa về tới nhà còn nóng hổi luôn các bạn. Trong này thì nó sẽ có chúng ta là một cái đai massage sạc và sạc taxi nha các bạn. À, đây là tổng sạc taxi là cái cái này nên chúng ta có thể mua cái bộ này thêm này. Thì chúng ta sạc cho cái này là vô tư nha các bạn, nó thoải mái. Trong này thì có một cái máy, mình thấy cái máy này rất là ngon luôn các bạn. Đó. Con này thì thiết kế là để quàng qua cổ này, nó có cái khóa lại cho chúng ta. Đó. Rất hay nha các bạn. Khóa nhẹ nhàng lắm. Cái này khóa đụng vô là nó dính, nó rất là chắc chắn nữa. Khóa tăng đưa này. Rồi cho đây là cái cổng sạc của nó này các bạn. Cổng sạc USB Type-C. Type-C thì bên này nó tất cả các thiết bị tiêu chuẩn là đều Type-C hết rồi. Anh em dễ xài này. Mai mốt mà anh em xài nó có bị dơ á, là chúng ta sẽ mở cái này ra. Chúng ta sẽ đi rửa rác cái bộ da này. Còn ở trong là cái bộ máy của nó này các bạn. Đó, bộ máy nó thì hàng mới mà, hàng mới thì nó phải đẹp thôi. Rồi đó, và ba tia thì nó có ba tia trên và ba tia dưới nữa các bạn. Ba tia này thì để chúng ta mở cái này ra, chẳng biết mở để làm gì đó. Nhưng mà hình như là chúng ta sẽ, cái này là mở riêng để giặt cái riêng cái này các bạn đó. Cái này là cái ba tia đi xung quanh để giặt riêng cái này này đó. Còn sau này ví dụ như nó có bị vô dơ cái này, chúng ta sẽ lột nguyên tấm này, chúng ta giặt này. Trên này là các cái nút điều khiển, có cả chế độ hồng ngoại luôn các bạn. Đó. Và đó, cái này là cái tay bóp các bạn. Đây chúng ta để vô cổ thì này sẽ bóp như là một tưởng tượng, các bạn tưởng tượng như là cái tay chúng ta sẽ bóp bóp vào cái vai gáy này. Đó, tưởng tượng như là hành động này này. Thì cái vấn đề mà vai gáy chúng ta sau một ngày làm việc thì chắc chắn là nó sẽ bị đau, bị mỏi. Thì ai cũng nên có cái máy này nha các bạn. Da nó rất là mịn nha. Con này mình thấy giá nó cũng tạm ổn nhưng mà chất lượng thì thấy ngon. À, thì bây giờ để mình cho các bạn coi nó hoạt động như thế nào nha. Trên này nó có một cái điều khiển này, bấm mở nguồn này các bạn. Chúng ta giữ nút nguồn nha. À, bắt đầu nó sáng xanh. Sáng xanh là bắt đầu những cái tay này nó ngọ ngoại nè các bạn. Đó. Cái này là nó sẽ bóp vào cái phần cổ này. Đó, nó bóp vào phần cổ của chúng ta. Còn cái này là nó sẽ bóp vào phần gáy chúng ta. Đó. Nó tưởng tượng như có một cái người mà đang ôm cái vai gáy chúng ta, người ta bóp á. Đó. Trên này là một số cái này là đảo chiều các bạn, cái này là đảo chiều này, có cái này là đảo chiều lại này, rồi cái nút này là chế độ các bạn, đó, nó nghỉ nghỉ, đó, nó nghỉ nghỉ này, nó có mấy chế độ nhanh này, nhanh hơn, đó, còn cái lúc này là gì mình không biết các bạn, mình thấy bấm nó cũng là cái chế độ thôi các bạn, cũng là cái chế độ thôi đó, cũng là một số cái chế độ của nó thôi. Nó đây bấm nhanh này, có rung nữa các bạn. À, lúc đó hồng ngoại các bạn, đây này hồng ngoại này, cái lúc này là lúc hồng ngoại nha các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ thử cho các bạn coi trên người luôn. Đây các bạn, thì anh em coi này. Đó, thì nó sẽ tác động lên, thứ nhất là vùng cổ của chúng ta. Cổ trên này, nó sẽ hai cục này nó sẽ ôm vô cái chỗ đây của chúng ta này, hàng cổ này. Đó, và hai cái cây này thì nó sẽ bóp ở dưới cái gáy, bóp cái vai, đưa lên gáy này. Đấy các bạn, rất là đã nha các bạn, thực sự là ngồi đây là phê luôn á. Đó, và có chế độ thì chúng ta chỉnh chế độ này. Chế độ là chúng ta bấm lúc này thì nó sẽ nhiều chế độ. Đó. Cái này mà sau một ngày làm việc mệt mỏi hay anh em ngồi văn phòng ở đó các bạn thì bao sướng luôn nha. Ngoài ra thì ví dụ như
chúng ta có thể dùng để bóp chân bóp tay các bạn đó. Thì mình điều cái chế độ nó nhanh, tới cái chế độ này nó chậm chậm sao đó. Thì khi tắt chúng ta chỉ việc là bấm một cái là tắt các bạn, còn mở lên bấm giữ này đó. Còn đây là ví dụ như chúng ta đi làm gì mà chân tay nó mỏi đó, chúng ta bóp này đó các bạn, hay là tay bóp tay, bóp tay thì nó để như này, ôi chà mình ơi, nó bóp đau điếc đó, chúng ta để như này các bạn, ó nó xòa, trời nó đau đó. Đó. Đây chân này đó. Đã lắm các bạn ơi, nhất là gái này, thiết kế cho vai gái thì nhất là cái gái này đó. Trời nó đã, ôi đã thì các bạn à. Rồi mình nói cái này anh em mà mua làm quà thì số 1 luôn nha bạn, là mua về cho cha mẹ, cho ông bà. Rồi một cái máy massage vai gái như này giá chỉ có 490.000 bao ship tận nhà, là một cái toner tóc các bạn đó. Thì mình nói cái con này là nó xịn sò bởi vì nó hàng của Nhật nha, có tất cả thông tin trên này là đều chữ Nhật hết này đó. Nên anh em mua cái này thì mới hợp lý, chứ còn anh em mua những cái Trung Quốc kia thì nó rẻ tiền mà nó không có được ngon. Trong hộp này thì sẽ có sách hướng dẫn nha các bạn. Còn trong này là nó có được một cọng cáp xi này, một cái chai dầu để tra máy này, 1 2 3 4, bốn cái cử này cho chúng ta này đó, cử thưa này, cử mỏng này, cử dày này đó. Đây là cái máy của chúng ta. Trên này thì nó sẽ có là cái này là cái chỉnh cái độ ái nha các bạn. Ví dụ như chúng ta cần hớt tóc cho con cái các bạn, ví dụ như những bé mấy bé trai rồi đó mà nhỏ, chúng ta dùng cái này là cái cử, chúng ta chuyên việc lắp như vậy là nó đó, lắp như vậy thôi là ổn rồi các bạn. Con này thì nó cắt siêu bén luôn á. Thì khi chúng ta muốn vệ sinh các bạn, mình chỉ cho các bạn, chỉ cần lấy cái tay chúng ta để vậy này, đó là nó sẽ ra cái này. Chúng ta sẽ lấy cái dụng cái chỗ chúng ta quét, chúng ta tra vào tra mở như này cho nó bền nha các bạn. Nó còn khi chúng ta lắp vào, lắp thì chúng ta gài cái này trước, ép vô, ép nhẹ vậy là có nặng khớp là xong. Hàng này là hàng Wingo Made in Japan này. Còn này là chỉnh cái độ sao độ cạn lưới đã nói rồi. Đó. Máy chạy siêu êm luôn các bạn, có 300 pin vô đây, sạc vô đây xây luôn. Anh em coi ví dụ như mình có đây cái lòng này. Đó, anh em coi rõ này, là nhẵn nhụi luôn các bạn. Uổng công mình đã nuôi cái lòng này. Đó các bạn, rất là bén nha các bạn. Đó. Thì giá nó chỉ có 300 mấy thôi các bạn. Hàng này là có bao nhiêu lượng pin cho nên này, máy siêu êm các bạn, hầu như là các bạn nghe rè không có nghe tiếng gì đâu, cầm nó máy là sự đầm chắc trong tay của nó này. À, một cái con máy tông đơ hớt tóc. Cái này thì ví dụ như bình thường mình ở nhà mình hay cắt tóc cho mấy đứa nhỏ đó các bạn, thì chúng ta để dành làm cái trong nhà chúng ta cắt nha, hoặc là cắt tóc cho người lớn tuổi, hoặc không là cắt lông mèo lông chó được các bạn. 285.000 một chiếc thôi. Rồi keo dán dày và keo đa năng bên mình lại về thêm nha các bạn. Đây keo này thì anh em xài là biết rồi, mình dán nó cũng dính, cái độ dính của nó mình cũng thấy mình kinh khủng lắm các bạn. Để mình thử cho bạn coi này. Đây là chai keo mà siêu dính này bạn, keo đa năng này, dung tích con này thì mình nghĩ là nó tầm 50ml nha các bạn, nhưng độ dính là nó gấp 80 lần so với keo 502 của chúng ta, nó dán trên mọi vật liệu. Đây ví dụ như mình có một cái chiếc dép nhựa bị đất này, các bạn, các bạn coi này, mình thử trực tiếp cho bạn coi này, cái nước nó sền sệt chứ nó như là ái chứ nó không có lỏng nha, nó không lỏng như cái năm nó hai đâu nha các bạn. Đây mình bỏ vô dép này các bạn để mình in cho các bạn coi. Đó, mình đợi cho nó khô một chút, các bạn coi mới dính sơ này các bạn, ngay chỗ đây nó chưa ăn keo này nhưng mà mới dính sơ nó còn ẩm này, mà nó dính giả man lắm các bạn. Cái này mà anh em về dán giày dán đồ cũng được nha các bạn. Cái chai này mình thấy dán dép cũng được này, bình thường chúng ta dùng keo 502 dán dép thì cái này chúng ta dán cũng được luôn đó.
Kèn đa năng. Anh em bảo quản thì chúng ta nên bảo quản trong ngăn mát của tủ lạnh nha. Nó là loại keo cái tính chất nó giống keo 502 nhưng mà nó lại chắc hơn. Đó, một bình này cũng khá là nhiều luôn này, chứ không ít đâu các bạn. Chắc khoảng 50 ml á. Giá chỉ có 15 ngàn một chai thôi. Kèm cái máy ép miệng túi nha các bạn. Đó, nhà anh em mà thường hay làm này làm kia thì cần tất cả cái máy ép miệng túi như thế này. Con này là nó có thể ép được một cái miệng dài 20 phân. Đó. Ví dụ như chúng ta làm gì đó, chúng ta kích cái miệng này để mình thử cho các bạn coi nha. Đây các bạn, ví dụ như đây là có một gói trà này, mà bình thường chúng ta uống xong á, chúng ta khui ra này để nhào lâu ngày nó vô gió các bạn, thì chúng ta mua cái máy này chúng ta kích lại này. Đó. Rồi. Đây các bạn, nó tiếp ra một cái đường nó kín luôn. Các bạn thấy không? Đó, đó là cái chức năng của nó. Quá hay lắm. Nên là mình nói là ở nhà anh em hay xài đồ mà xài không hết á. Nên một cái này này kín hơi luôn nha các bạn. Hơi là cứng ngắc, cứng ngơ luôn này, phồng lên luôn này. Quá quá đẹp luôn á. Kích lại cho bạn coi. Thì tùy loại bao bì mà chúng ta sẽ có cái độ gia nhiệt các bạn. Đây cái bị này nó dài nên chúng ta gia nhiệt nó kỹ nè. Đó, bên này nó sẽ có một cái công tắc rồi điều khiển chế độ timer. Ví dụ như chúng ta xài những cái bị mỏng thì chúng ta chỉnh cái chế độ thấp, chúng ta ép. Đó, là nó sẽ ép cái thời gian ngắn hơn. Còn ví dụ như chúng ta ép đồ to chúng ta ép cái thời gian nó dài hơn á. Để nó tạo cái nhiệt lớn hơn, nó đốt nóng cái bị á. Rồi ok, cái máy này thì giá của nó là 195 ngàn một cái nha các bạn. Đó. Thì cái đây về ép tất cả mọi loại bị nhựa luôn. Ok. Đó. Thì ở đây mình có cái dòng máy bắt bít này. Bắt bít của này là hiện tại là nó đang gọi là nhái y chang con TD173 mới nhất của Makita. Thì nó là sử dụng một cái động cơ Rootless này, DL motor. Đó. Một động cơ con này có sản sinh công suất tầm khoảng 180 Nm nha các bạn. Thì tuy là máy giá rẻ nhưng mà anh em nhìn cái thiết kế này, thiết kế là siêu đẹp luôn á các bạn. Hầu như là ba dứa thì không có rồi đó. Cái này mà những anh bán tôn bán sắt đồ các bạn làm thì chúng ta mua cái con này thì quá hợp lý nha các bạn. Nó không có bao nhiêu tiền hết trơn á, mà lực nó cho ra rất là mạnh. Động cơ không túi than thì xài nó êm mà nó mạnh nữa các bạn. Thì mình sẽ cấp một pin mình thử cho các bạn coi nha. Ở đây máy vít thì nó đa dạng màu các bạn. Đó, các bạn coi trước mặt nó có 5 màu: tím, màu xanh truyền thống Makita này, màu đỏ đô, màu xanh nâu này, với lại một con màu đen. Con này thì nó nhái y chang con Makita 173 luôn. Cái này là đèn LED soi sáng trong lúc trong ban đêm đó. Trên này nó còn cho chúng ta luôn một cái nút chỉnh lực ở trên chỗ đây các bạn, rất là tiện lợi nha. Ví dụ như anh em đang thao tác trên cao đúng không, một tay chúng ta dùng, chúng ta lắc ra luôn là nó sẽ đó các bạn đó. Chỉnh lực 1, 2, 3, 4 cái này luôn đấy. Rất là tiện lợi nha các bạn đó. Nói chung là phải có cái thời gian để ngồi mà nghiên cứu về những cái tính năng của nó, chứ còn mà kêu một cái hai cái thì rất là khó để chúng ta mà để sử dụng hết tính năng đó các bạn. Cái bàn phím nó làm sao đuôi này. Một cái ba thì nó sẽ làm cái bàn phím nó làm sao đuôi, một cái 21, một cái 2 nó nằm chỗ đây, một cái ba thì nó sẽ cục ở đây lại, nó đưa qua đằng sau dễ thao tác hơn nha các bạn. Con này thì có luôn cái tính năng là chống rớt vít này các bạn. Ví dụ như anh em đang thao tác trên cao đúng không? Bóp cò này, nó ngắt lực này, là cái chế độ đi ra đó các bạn, để cho nó rớt, chống rớt vít. Còn đi vô thì chạy full luôn. Nói chung là với cái giá tầm giá này mà chúng ta có được một cái con máy như này, không không có cái gì mà phải bàn cãi nữa nha các bạn, không có gì mà phải hối tiếc để khi mua cái trơn. Con máy màu đen cực kỳ đẹp luôn. Nhái đến mức độ mà nhìn y chang luôn. Đó. Thì chúng ta cứ bỏ qua vấn đề mà máy này máy kia đi. Nó là máy Trung Quốc mà giá rẻ.
Con này mình bán là 480 ngàn bao ship một cái body nha các bạn. Đây, một cái body như thế này nè. Đó, anh em mua cái này gọi là body vip nha các bạn. Màu thì ngẫu nhiên nha. Đó, màu thì tại mình đang có 5 màu, nhưng mà anh em thích thì mình chọn, còn không thích thì thôi mình cũng ngẫu nhiên đi. Tại vì mình thấy màu nào nó cũng đẹp các bạn. Đó, cái màu xanh nâu này nó cũng đẹp lắm. Còn đây là màu xanh truyền thống Makita. Cũng đẹp luôn, con nào cũng đẹp hơn. Đó, màu tím này xuất sắc luôn các bạn. Thì ở đây thì một body là 480 cành nha. Đó, bắn tôn thường hay là quang thừa điện rồi đó các bạn. Thì chúng ta nên đầu tư một con bê tông Makita nhái như thế này. Con này thì body nó là một body phổ thông. Cái này thì khi mà chúng ta xài thì con này nó có luôn cái cử các bạn, anh em hoàn tượng rồi nó có cái cử này. Đó. Con này thì có ba chức năng nha các bạn, đục này, khoan đục này và khoan không, nó có chế độ giọng mũi nữa nha các bạn. Chế độ này thì đó, cái chế độ này chúng ta bấm bung mũi ra. Thì con này giá chỉ có 550 ngàn thôi các bạn, mà còn được bao ship nha các bạn. Body con này là 550 này. Đó, cứng cáp đi làm thì cũng không bao nhiêu tiền các bạn. 350, 550 ngàn, quá rẻ. Có ba chức năng luôn, còn đục bắt cắt kè này kia, thì sắt bê tông đồ này kia là chơi hết nha các bạn. Đó. Thì đây, báo lại giá là body là 550 này, bao ship. Và ví dụ như anh em mà muốn mua thêm pin nha các bạn. Pin á thì bên mình cam kết hàng bên mình nha các bạn. Mình không nói một bên mình là tốt nhất, nhưng mà mình cam kết mình đang sử dụng những cái linh kiện hàng đầu của thị trường hiện tại này. Ví dụ như vỏ này các bạn, vỏ thì bên mình đang sử dụng cái vỏ chống sốc. Đây, có bao pin cho các bạn luôn. Đó. Thứ hai là mainboard. Mình có một cái mainboard nó rất là xịn các bạn. Hầu như là xịn nhất bây giờ của cái dòng sạc adapter nha các bạn. Đó, riêng cái dòng adapter là cái mạch 80A là cái mạch cao cấp nhất rồi. Còn pin thì mình đang sử dụng pin EVE và Lisen nha các bạn. Thì dòng xả của nó là 20A, dung lượng là 4A. Còn cục này thì một xe pin của nó là xả 20A này, mình song song là thành 40A các bạn. Nên nói chung là cục pin này thì mình đang sử dụng những cái linh kiện tốt nhất trong thời điểm hiện tại cho anh em. Nên anh em không có cần phải thắc mắc gì cả. Cục pin như này mình bảo hành 6 tháng nha, cái cabin 10 và 15 cell. Thì cục pin này là cục pin 6A, có nghĩa là được ghép từ 3 hàng cell 5S3B. 5S3B là nó sẽ ra là 6A. Còn những cái thông số ghi trên này thì đó là cái tem rồi các bạn. Còn mình báo dung lượng con này là 6A, còn con này là 4A. Thì với hai cục pin này thì con anh em là xài bê tông thì nên nhu cục lớn này. Giá này thì mình để sẵn luôn. Cục pin 10 cell như này là 450 ngàn chưa bao gồm sạc nha. Đó, cục pin 15 cell là 700 chưa bao gồm sạc. Thì anh em cứ cân đối thôi, mình muốn một đồ tiền nào thì mua đó các bạn. Đó, những cục pin này có nhiều shop bán chỉ có 200 nghìn thôi, nhưng mà pin nó rất là dở. Thì tiền nào mua đó thì các bạn cứ thông minh mà chọn hàng thôi, chứ mình cũng không có muốn nói gì nhiều về đây các bạn. Pin thì rất là nhiều giá, mỗi người mỗi giá. Còn bên mình là mình tự tin về cái cục pin của mình. Giá này là giá đã mua luôn cái vận chuyển và chưa bao gồm sạc nha. Cục pin 10 xe 450, cục pin 15 xe là 750, 700 nghìn. Đó. Anh em mua body thì kết hợp với pin đó, thì nó sẽ ra giá của bộ máy. Còn anh em mua body không thì báo mình, còn mua thêm pin nào thì báo mình nha. Thì hôm nay thì giá hành mình cập nhật lại nha các bạn. Hành là 70 ngàn và tỏi là 170 ngàn. Đây là giá vẫn. Chứ thật sự là bây giờ nó được đây là tỏi là đang hết rồi các bạn. Hành tỏi là đang khan hiếm rồi, giá rất là cao. Anh em nào mà đừng hay theo dõi tình hình thì chắc chắn sẽ biết các bạn. Hành thì nó không có to nha các bạn. Đó. Nhưng mà mùi vị đặc trưng. Nói chung là hành tỏi thì Lý Sơn thì nó là một cái thương hiệu rất là lâu đời rồi các bạn. Đó. Tại nhờ đó thổ nhưỡng với thời tiết khí hậu này kia thì nó sẽ tạo nên một cái giống tỏi hành hoàn toàn khác biệt so với phần đông của thế giới nha. Đó. Thì đây thì anh em nào mà có nhu cầu mua những sản phẩm chất lượng
những sản phẩm chính hãng Lý Sơn thì liên hệ mình. Đó. Còn anh em nào mà không tin tưởng vào cái nguồn gốc thì thôi mình xem video cho vui nha các bạn. Đó. Chứ còn hàng mình thì lúc nào cũng chuẩn chỉ, tại vì mình có người thân ở ngoài đó mà cung cấp trực tiếp cho mình, nên mình để cái giá này cho các bạn là hợp lý rồi các bạn. Đó. Anh em cứ mua một ký hành ký tỏi là được bao ship nha. Giá hành là 170, còn tỏi là 170.000. Hành là 70.000, còn tỏi là 170.000 một ký nha các bạn. Giá này đi. Rồi tiếp theo hôm nay mình về cho anh em hai cái loại dao này các bạn. Đó. Hai loại dao này thì đảm bảo là anh em sẽ thích đây. Có rất nhiều người hỏi. Thì cái đây là con dao gọi là con dao dao thái nha các bạn. À, dao thái thịt. Hàng của Willy, đó, của Đức. Con này thì thiết kế một cái cán rất là lạ lùng. Trước giờ mình chưa thấy dòng dao này thiết kế cái cán giống vậy. Nhưng mà cầm rất là sướng nha các bạn, chứ không phải là cảnh sát là cầm đau tay đâu, không có đau tay một chút nào hết. Vô cùng là dễ dàng luôn và sướng lắm, cầm sướng. Bén thì độ bén thì khỏi bàn rồi các bạn. Cái dòng dao này thì nó bén. Hay là cái bị nhựa nhưng mà mình cắt cũng khá là ngọt nha các bạn. Mình là một người không biết cái thử dao đâu, nhưng mà mình cắt được như vậy này. Còn giấy thì khỏi khỏi nói đâu các bạn, giấy. Đó. Thì con dao đây là anh em mua con dao này á, là cái lưỡi nó 20 nha các bạn, còn cái cán nó là 15, tổng thể nó dài 35 cm. Thì hàng thì được bỏ trong bị như thế này thôi. Con dao này anh em gọi là cái dao thái của Đức, giá là 150.000 nha. Còn hôm nay mình có một cái con dao nó cũng xịn hơn nữa các bạn. Đây. Cái này là 160.000 một cây này các bạn. Đó. Con dao này rất là đã luôn, cán gỗ này các bạn. Anh em nhìn cái độ gia công tinh xảo của nó nha các bạn, từng cái đường mài, đường đồ sắc xảo này kia, không có hiện tượng ba dớ ba dít. Hôm nay cũng nhập made in Japan này, hàng Akataki này các bạn. Đó. Cái lưỡi của người làm thiết kế một cách đặc biệt nha các bạn. Đó. Có một cái, tôi nghĩ là người ta sẽ mài luôn cái khu vực này, này. Nó khuyết này xuống. Đó. Cái này là cái sóng dao, độ bén thì khỏi bàn các bạn. Cửa lên bề nhựa đó, bén ngọt luôn, siêu bén các bạn. Con dao này nó vừa đẹp mà nó vừa ấy nữa các bạn. À, anh em mua con dao này gọi là con dao thái của Nhật nha. À, con này giá 160.000 này. À, hôm nay mình về cho anh em là mấy cái hộp điện chống nước các bạn. Đợt này thì mình về cái loại này nó xịn, rất là xịn luôn á. À, thì đây là cái hộp điện mình có hai loại, hộp đơn và hộp đôi. Đầu tiên mình giới thiệu cho các bạn cái hộp đơn trước này. Đó. Cái hộp đơn của mình á là khi mà anh em mua về á thì nó sẽ có sẵn cho chúng ta, là cái này là cái bát biết đồ là phải có nha, cái đó là không nói rồi. Đây nó cho chúng ta xong sẵn một cái bột chấm rất xịn như thế này luôn, rất là xịn luôn nha các bạn. Đó, trong này thì có ốc vít cho nó này, đây là cái mặt ổ cắm. Đó, chúng ta lắp cái này vô. Đó. Rồi hiện tại thì cái đế này là chúng ta có thể là gắn âm hoặc là gắn nổi gì tùy thích nha. Chúng ta gắn lên gì đó mà mình nghĩ là sẽ gắn gắn nổi nha các bạn. Đó. Thì chúng ta lắp này, chúng ta lắp như này. Cái một ổ cắm thì chúng ta lắp này, có trong này có nó có cái xương sẵn cho ta ép ở đây luôn các bạn. Đó. Trên này thì nó sẽ có ba chân này cộng nóng nguội và tiếp địa luôn. Thì đây ở trên mặt này thì nó sẽ là một cái vùng lỗ này, đó, hai lỗ và một lỗ ba chân. Và con này thì nó chống nước rất là ghê các bạn. Cái là cục này là chúng ta sẽ gắn vô cái lỗ dưới đây để chúng ta đưa dây điện vào này, nó chống nước luôn nha các bạn. Còn mấy cái nắp này chúng ta sẽ bít cái lỗ lại, ví dụ như chúng ta không cần dùng ta bít bớt cái lỗ lại. Và mình cho các bạn coi này, nó ôm kỹ dài như thế nào nha các bạn, hay lắm. Cái đầu vô này. Đó. Anh em coi một cái rong cao su này, mình xiết cái đầu này lại là đảm bảo là cọng dây mình nó cứ ngắt luôn. Đó các bạn. Đó, các bạn coi này, nó ôm cái cọng dây mình. Bây giờ là đó, nó vẫn tuột ra nhưng mình xiết thêm một chút nữa các bạn. Đó, để mình xiết lại thêm chút nữa này. Đó. Thì cái rong cao su nó ôm vô cọng dây như thế này thì đảm bảo nước nó không có lọt ra vô bạn. Và nó rất là cứng nha các bạn, xiết hết cỡ là nó sẽ cứng lắm. Đó. Đó. Và trên cái hộp này này, đó, đây mình xin phép bỏ cái này ra trước nha. Đó, thì cái hộp này các bạn, anh em coi hệ thống rò cao su của nó này. Rò cao su này,
nó đi hết, thì mỗi khi chúng ta ép xuống như thế này thì nó sẽ không bao giờ nước vô được trong này. Đó, và ở chỗ tiếp xúc này các bạn, cái chỗ này này, đó, anh em coi hai cái, ví dụ như đây là cổng dây điện mình bỏ rồi đúng không, ép cái cổng dây này xuống đó, thì mình đóng này lại thì con cao su nó cũng đã ép kỹ này luôn rồi, nó không có chống nước, nó phải không có nó vô nước luôn. Đó, quá hay đi. Anh xài thì chúng ta sẽ nhập cái này và chúng ta gài cái này lại là cứng nhắc ngơ luôn. Thì đây là cái hộp đơn nha, hộp đơn như thế này á, giá là 240 mà bao ship nha các bạn. Đó, cái hộp đơn như này chất liệu nhựa là đó. Thì cái này là cái hộp đôi nha các bạn, hộp đôi thì nó sẽ có chúng ta là hai cái đầu vô này, hai đầu vô thì chúng ta muốn đưa một thì một hoặc hai là hai nhé. Đó, thì cái này nó được, cái hộp đôi nó xịn lắm các bạn, sau này lắp sẵn luôn này, nó cũng là một đầu đầu vô này, hai ổ nhưng nó tách riêng ra. Đó, nó có công tắc bật và có đèn báo luôn. Đó, chúng ta bên dùng bên nào thì bật vào nó nha các bạn. Đó, nói chung là cái bộ này mình thấy nó cao cấp hơn cái bộ kia chút, có được cái công tắc này. Đó, và khi chúng ta đóng lại thì nó cũng y như cái kia rồi các bạn. Đó, khó là cứng nhắc như này thì đảm bảo là không có một chút nước nào vô, từ anh em nào sợ ăn cắp điện lấy ổ khóa khóa lại luôn cho an toàn nha các bạn. Sợ ăn cắp điện chúng ta khóa này là luôn là cắt nguội luôn, không có sợ. Cái này thì chúng ta thường hay để ngoài trời nên này, như thế này trong nước rất là xịn luôn. Cái đôi á thì giá là 370 cành các bạn, bao ship tận nhà.